Hoàng Châu Giang sinh năm 1999 tại Thanh Hóa. Cô gái xinh xắn này là chị ruột của trung vệ Hoàng Nhất Minh, số 3 của đội bóng U15 Viettel, đồng thời là tuyển thủ U15 Việt Nam vừa đoạt chức vô địch giải U15 Đông Nam Á. Với niềm đam mê bóng đá trẻ và đội bóng Viettel, cô sinh viên năm nhất ngành kế toán này đang có mặt ở Tây Ninh để cùng đông đảo số cổ động viên Viettel vượt nghìn cây để cổ vũ cho Cần Lốc Đỏ tại vòng chung kết U15 quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2017. Khi được hỏi về em trai cầu thủ và tình yêu với bóng đá trẻ, Giang chia sẻ. Với tình yêu đam mê bóng đá của mình thì em đã vượt những 1.800 cây để đến đây cổ vũ cho bóng đá trẻ. Thì từ nhỏ em và Nhất Minh thường xem các trận bóng đá thế giới, chẳng hạn như các đội bóng là Real Madrid, MU hoặc Chelsea. Thì hai chị em có thời gian chơi các trò chơi như là kể tên thi cầu thủ của tất cả các đội bóng. Thì em Nhất Minh đã tham gia các hoạt động của trường, của lớp, đi đá giải của thành phố và tỉnh. Cứ mỗi chiều thì tầm khoảng 4-5 giờ chiều thì Nhất Minh lại cầm bóng ra công viên đá với các bạn ở xóm. Bằng tình yêu của mình với bóng đá trẻ, Châu Giang vẫn luôn dõi theo các tin tức của bóng đá trẻ qua video và tin tức trên các phương tiện truyền thông uy tín như báo Thanh Niên. Trước mình là một người hiếu động, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nhưng mà từ lúc ra lò đào tạo trung tâm Viettel thì Nhất Minh có được học được cách sinh hoạt, cách tiếp xúc với mọi người, giao tiếp với mọi người một cách lịch sự, cách lễ phép hơn, cũng giúp cho con người em trở nên trưởng thành hơn. Em nhìn thấy cách đá bóng của tụi trẻ rất là đá một cách hồn nhiên, vô tư và đầy nhiệt huyết. Kết thúc giải đấu, tuy Viettel không thể vượt qua PVF để vô địch, nhưng cô gái trẻ Thanh Hóa luôn tin tưởng. Với tình yêu bóng đá như thế thì em tin chắc là mình sẽ giữ được quyết tâm và nỗ lực để phấn đấu.